đương nhiên là đi phải có cảm nhận rồi, phải đi phải có cảm nhận chứ. Nhưng mà đây là ví dụ từ cái hòn này nhá, mình nhìn ở bên kia nó giữ một con thiên thiên nga đang bơi đúng không? À, cái đầu nó ngoảnh ở bên kia, nhưng bên đây thì khác, nhưng nhìn bên kia thì đẹp hơn. Mình muốn đi đẹp thì đúng ra là mình phải có hướng dẫn viên du lịch đấy. Vâng. Đi đâu những cái hòn nào người ta chưa giới thiệu cho mình bảo ờ đúng rồi. Chứ còn mình đi chơi thì gọi là chỉ tựa thôi. Đây là cái cổ nó ngoảnh về bên kia, đầu đây ngoảnh bên kia, còn trên kia là cái bình đấy. Đây là bên kia vậy là con thiên nga đấy. Nhìn bên kia là chuẩn hơn. Đó, chạy bên kia nhìn thì đẹp nhưng chạy bên đây thì nó lại quắt, nhìn nó không được đấy. Nó nôm na là góc nhìn. Tại sao có hòn nó giống con gà trọi, bên kia này là hình con cá. Ở đây có con gà trọi là gà rõ nhất. Tí nữa mình về qua đấy. Bây giờ mới nghe được nói bác nói con thiên nga. Còn có con rồng, con phượng gì không? Nhiều, rồng phượng phải dưới xuống sâu. Có hòn giống như con kỳ đà, có hòn giống như con voi. Đẹp lắm. Nhưng mà những cái điểm mà mình đi mình chưa tới nó. Nhưng mà trong tour người ta không tổ chức đi thì hả? Hay sao? Tour thì mình phải đi những cái điểm xa thì người ta mới phải có hướng dẫn viên thì người ta mới giới thiệu cho mình. Thế nếu mà mình muốn đi cái kiểu đấy thì mình phải thuê riêng tàu á? Thì mình phải đi tour. Ví dụ mình đi tour những cái điểm đấy mình book một tour trên Hà Nội á. Em tưởng là đây là tour rồi chứ? Không, đây là mình ghép. Mình ghép à? Đây là khách ghép, không có tour. Bến người ta tổ chức thôi. Chứ mình muốn đi mà đấy là bây giờ nhà mình ở trên Hà Nội đâu, mình tập trung. Vừa mình mua trong cái tour Hà Nội đi Hạ Long một ngày đấy. Vâng. Hay ví dụ mà đi Hạ Long một ngày mình chưa tã thì đi ngủ đêm hai ngày một đêm. Vâng. Thì đi qua cái điểm nó đẹp hơn. Ngủ đêm thì nó đắt. Ngủ đêm thì người ta bán theo phòng mình như 5 triệu, 6 triệu một phòng mình rồi. Một đêm ạ? Ừ. Đắt, có thu nhập cao. Đi Hạ Long một ngày thì có mấy trăm nghìn. Nhưng em thấy là những cái tàu như này là đều ngủ đêm đến hết. Đấy, cái tàu về ngủ đêm thì giá nó thấp hơn. Bé. Nó cũng nhiều loại đúng không? Nhiều loại đẳng cấp. Chứ không phải là cứ 5 triệu mới đi được đâu. Cái loại này chỉ 4 triệu mới đi được. Vâng. Các bạn thì 7-8 triệu. Cách gì mình vào các khách sạn, nhà hàng mà mình ăn cái quán nào thì mình cũng nó sạch mà. Sẽ thì nó đẳng cấp nó cao chứ. Và bát phở đấy nó phải 100 thôi đúng không? Mình ăn ở vỉa hè thì 30 nghìn nhà hàng. Cái cũng vào bát phở nó hơn nhau tới một. Mình hiểu cái dịch vụ nó là cái quả. Nó đẳng cấp cao thì nó giá nó phải tiền nhiều hơn. Nó phục vụ nó chu đáo hơn. Vừa hôm nay bác nói cái hang Sửng Sốt hả bác? Đúng không? Đang nói hang Sửng Sốt tí nữa mình đến. Là hang của bọn Pháp, nó đặt tên là Sửng Sốt à? Người Pháp nó dịch ra. Mình dịch ra từ cái tiếng của người Pháp. Cái từ Sửng Sốt là từ tiếng Pháp hả? Đúng rồi, chính xác. Từ tiếng Việt Nam chứ nhỉ? Pháp nó dịch ra. Là Sửng Sốt là đẹp rồi đúng không? Đẹp ngạc nhiên đúng không? Đẹp một cách kỳ lạ đó. Kỳ lạ. Đúng rồi. Cái Việt mình là nó nhiều ngôn ngữ là tiếng Pháp đó gọi. Nó chỉ một từ như kiểu tiếng Anh ấy, nó chỉ có một cái từ chính. Ví dụ là cái đẹp hoặc là rất đẹp thôi. Việt Nam cho khách hàng xong rồi chú bảo. Ăn là sao mà còn đi tắm là sao mà kịp được. Bảo nó nấu nhanh nhưng còn tiếng nữa mà mãi không cửa được. Cứ cho ăn rồi về chứ bảo ngay từ đầu. Xuống ăn thì ai người ta chờ, còn cái đội kia người ta chờ là sao được, cho người ta còn đi.